Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại YouTube Basic Invest, kênh dẫn đầu tư nền tảng cơ bản cho các nhà đầu tư cá nhân. Ngày hôm nay mình tiếp tục đi với các bạn một cái mô hình tiếp theo trong quá trình đầu tư. Nếu bạn biết rằng khi các bạn mà lướt sóng thì cái việc các bạn đạt lợi nhuận từ 15-20% thì các bạn sẽ bán ra và các bạn sẽ bán chốt lời ở cái mức giá đó, thì tức là cổ phiếu đã chạy lên một nhịp rất cao rồi. Thì thường lên cái vùng đó cổ phiếu sẽ được tái tích lũy và dao động rất là mạnh trước khi nó có một nhịp tăng tiếp theo. Như vậy thì chúng ta có thể quay vòng dựa vào mẫu hình cổ phiếu để chúng ta có thể mua trong vòng 2-3 tháng, chúng ta có thể lãi 4% đối với hai cổ phiếu. Còn nếu những bạn mà để một cổ phiếu lãi được 4%, chúng ta rất là khó đúng không? Và nếu như bạn một năm bạn quay vòng vốn khoảng vài lần như vậy thì bạn sẽ có những lãi kép rất là lớn. Đấy là cái chiến lược mà bạn lướt sóng. Và trong quá trình lướt sóng thì việc sử dụng mẫu hình là điều hoàn toàn có khả năng để cho các bạn có những lợi nhuận như vậy. Về thị trường thì sẽ có lên có xuống, không phải lúc nào nó cũng lên một mạch mà cũng không phải lúc nào nó xuống một mạch. Và dựa vào phân tích kỹ thuật, dựa vào biểu đồ kỹ thuật thì các bạn có thể biết lựa chọn cho mình những cổ phiếu tiềm năng nhất, có cơ hội cho lợi nhuận cao nhất và rủi ro thấp nhất. Và đâu là cái yếu tố để các bạn có thể tham gia đầu tư dựa vào mẫu hình này? Thì hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu cho bạn một cái video nữa về các mẫu hình trong quá trình đầu tư, đặc biệt là trong quá trình mà khi mà thị trường chung giảm rất mạnh sau hồi phục và có một cái vùng sideways trước khi nó bước vào cái đoạn tăng tốc tiếp theo, thì cổ phiếu cũng sẽ có những cái nhịp như vậy nếu như nó chạy theo đúng thị trường chung, đi theo thị trường chung bên tăng bên giảm, bên tăng bên giảm. Và chúng ta thì chúng ta là phải để ý quan sát những cổ phiếu có khả năng cho các bạn những lợi nhuận cao dựa vào đâu, thì chúng ta đi vào cái mô hình cụ thể của nó, đúng không? Thì trước khi đi vào mô hình này thì các bạn có thể bấm like, share và có thể để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng trao đổi và trao đổi những kiến thức đối với mô hình cổ phiếu. Và nếu các bạn cần cái mô hình này thì để lại bình luận phía bên dưới, tôi cần, khi đó tôi sẽ gửi cho các bạn 100 cái mô hình đầu tư này để các bạn có thể tham khảo đọc nó hàng ngày để có thể đưa ra mua bán cổ phiếu trong quá trình đầu tư. Thì đây là mẫu hình của cổ phiếu GVR, đúng không ạ? Trong giai đoạn năm 2021-2012 thì các bạn nhìn thấy rằng ở đây chúng ta có cái thị trường chung như thế nào, đúng không ạ? Ở đây thời điểm này là rơi từ vùng 900 về 800, đúng không ạ? Ở đây thị trường chung đây 900 rơi về 800, thì cổ phiếu trong quá trình này nó đang đi ngang, nó đang đi ngang để nó để thể hiện bằng việc là giá đi lên xuống liên tục quanh cái đường xu hướng của ta. Từ xu hướng của chúng ta là đường MA màu xanh này, xanh lá cây thì đường MA 150, thì màu đen chính là đường MA 200, đường màu da cam đây chính là đường MA 50 và đường cái nhỏ này chính là đường MA 20. Giá liên tục đi ngang quanh cái vùng giá này, cắt lên cắt xuống. Ở trong như vậy, khi mà nó đi ngang như vậy thì tức là nó không có xu hướng, không có xu hướng của chúng ta. Mặc dù phía trước này nó đã tích lũy rất là chặt rồi, nhưng sau đó thì thị trường nó xấu, nó gãy thì cổ phiếu cũng bị gãy theo. Và khi mà cổ phiếu gãy theo rồi thì ở đây nó giảm cho các bạn khoảng 2% hai giá, đúng không? Từ giá 12 về giá 10 thì việc nó giảm này các bạn cũng phải cắt lỗ, đúng không? Và cắt lỗ đến khi nào chúng ta có thể mua lại? Đó khi giá hồi phục lại. Các bạn nhìn thấy rằng ở đây thị trường chung từ tháng 8 và cuối tháng 7 luôn, thì đến tận tháng 10 tức chúng ta mất tháng 7, tức là chúng ta mất tháng 8 này, tháng 9, khoảng 2 tháng để cổ phiếu hồi phục lại đi lên. Khi mà cổ phiếu hồi phục lại, lúc này nó thể hiện bằng gì? Các bạn nhìn thấy rằng ở phía cây nến này, đúng không? Nó tăng, cùng một hướng tăng tiếp tục, nó đi lên, lên tạo ra một cái nền nữa ở đây, một cái nền này siết chặt, thì sau đó có một phiên break ra khỏi cái
cái vùng giá đó với cái nến này với khối lượng lớn, thì đây chính là cho các bạn để mua, đó để mua break nền. Chúng ta có một cái nền rất dài đây, rất dài, và nó rũ bỏ lại tiếp tục đi lên. Lúc này đường giá nó nằm trên cái đường MA20 này, đường giá nó nằm trên MA50 và đường giá nằm trên đường MA150, MA200. Với câu hỏi tại sao các bạn bắt đáy đây, đúng không? Bởi vì nếu chúng ta bắt đáy ở đây thì chúng ta chưa biết nó có đáy không, và xu hướng của nó chưa đi lên cả xuống trung hạn, ngắn hạn và dài hạn. Bởi vì đường giá đây vẫn đang nằm dưới các đường sừng xuống của chúng ta, và khi đã vượt qua đường xu hướng này nó cần thời gian rất dài nữa, từ giữa tháng 8 đúng không? đến cuối tháng 9 nó bắt đầu vào một sự tăng giá đi lên, nó thể hiện bằng khối lượng lớn và giá tăng mạnh. Thì khi ở cái này thì chúng ta cũng có thể mua được rồi, đúng không ạ? Cái nến tăng giá này chúng ta có thể mua được. Thì sau cái nến tăng giá này chúng ta có một cái nến áp thất, đúng không ạ? Bình thường bất kỳ một cổ phiếu nào khi đi lên khỏi cái nền nó đều có một cái nến áp thất này, tức là đầu phiên tăng rất tăng gáp cho các bạn, đầu phiên tăng gáp và cuối phiên nó giảm lại, nhưng giảm này khối lượng nó nhỏ, các bạn chú ý khối lượng nhỏ, và sau đó có một cái nến tiếp tục biến động nhẹ tiếp theo, đúng không? Biến động thấp và khối lượng nhỏ tiếp. Thì ở đây chúng ta thấy rằng tất cả nhà đầu tư ở phía bên này họ cũng đã bắt đầu bán ra, bởi vì họ đã mua một thời gian rất dài mà không có lãi, từ tháng 5 đến tháng 10 chúng ta mất 5 tháng để ta cầm cổ phiếu mà nó không có lãi, lãi rất ít. Nếu đi lên được cái nến này thì chúng ta chỉ lãi được 1-2% mà thôi. Hay chúng ta có bắt đáy ở đây, những nhà đầu tư bắt đáy ở đây họ bán ở đây bởi vì họ cũng lãi được khoảng 2% luôn. Như vậy các bạn bắt đáy thì bạn lãi được 2%, nhưng khi các bạn bán ra rồi, đúng không? Các bạn đợi từ tháng 8 đến tháng 10 mất khoảng 2 tháng để chúng ta có 2%, nhưng khi một cổ phiếu bắt đầu vào chân chạy, tức là khi đó giá nằm trên tất cả các đường giá nó nằm trên tất cả các đường MA20, 50, 100 và 200 thì khi đó có dấu hiệu dòng tiền vào, nó chạy một mạch rất mạnh, đúng không ạ? Từ tháng 10 cho đến tháng 12 là chúng ta từ giá 12 đến giá 8 chúng ta được 5%, mà chỉ 2 tháng là 5%. Đấy là cái cách chúng ta tham gia mua bán cổ phiếu khi mà chúng ta bước vào thị trường nó đi lên. Thị trường đi lên là chỉ khi nào giá bắt đầu nằm trên cái đường MA20, MA50, MA150, MA200. Tiếp đó là chúng ta có thấy rằng có dấu hiệu của dòng tiền lớn, cái khối lượng lớn kèm với giá đi mạnh, lên mạnh, thì chúng ta thấy rằng đã có dấu hiệu dòng tiền vào rồi. Đó là cách chúng ta quan sát để chúng ta có mua được những cổ phiếu mà nếu như nó ở tình trạng như thế này thì bạn có thể tham gia được trong thời gian tới. Bởi vì bất kỳ một thị trường nào dù lên hay dù xuống, chúng ta đều có những cổ phiếu đi lên và đều có những cổ phiếu đi xuống. Vì chúng ta phải tìm ra và nhận ra những cổ phiếu đó và đặt cửa của nó. Đặt cửa thì như thế nào? Ví dụ ở cái giai đoạn nền này, đúng không ạ? Đi ngang siết chặt này. Thì thường nó đi ngang siết chặt từ 9 đến 15 phiên, tức là chúng ta khoảng 2 tuần đến 3 tuần, đúng không ạ? Thì khi đó chúng ta có thể mua được 30%, 20-30% số cổ phiếu muốn mua, đúng không ạ? Tức là chúng ta mua ở đây 1.000 cổ phiếu thì chúng ta có thể mua 200-300 cổ phiếu trước, và đợi cái phiên tăng giá này chúng ta mua thêm 4% nữa, đúng không ạ? 4% nữa, và chờ đợi để mua thêm khi nó tăng cho các bạn từ 4-6% trở lên, tài khoản các bạn dương 6% thì các bạn mua tiếp 20-30% còn lại. Thì khi đó các bạn trung bình giá lên, nó đi lên rất mạnh và rất khỏe. Và các bạn thấy rằng lên đây nó có sự điều chỉnh, đúng không ạ? Vì thị trường chung nó cũng điều chỉnh đây, nó rũ bỏ đây, thị trường đi lên rũ bỏ, thì chúng ta thấy rằng nó cũng bị rũ bỏ theo, và đây nó rũ bỏ sau nó kéo lên lại lần nữa, đi lên rất mạnh. Khi nó chạm lại cái đường MA20, nó gãy đường, nó cắt ngang đường MA20, đúng không? Nhưng ngay sau đó nó lại hồi phục lại và tiếp tục đi lên. Như vậy các bạn thấy rằng nếu như bạn mua từ tháng 10 và đến hết năm 2021, tức là chúng ta có khoảng 3 tháng quý 3, đúng không ạ? Chúng ta
mua ở vùng giá 13. Đây có thể là vùng giá 13 gì đấy chẳng hạn. Và chúng ta lên vùng 30, tức là chúng ta còn lãi khoảng là gấp 3 lần nữa. 3 lần trong một tỷ sống chạy như vậy. Chạy rất nhanh, mạnh và khỏe. Nó bước vào một chu kỳ đẩy giá của nó. Bước chu kỳ đẩy giá nó có đặc điểm chính là việc giá phải nằm trên được cái đường 3 đường trung bình của chúng ta, 3 đường trung bình và có dấu dòng tiền. Thì khi bước vào giai đoạn đẩy giá nó chạy rất là mạnh, rất là khỏe để cho các bạn có cái lợi nhuận cao. Thì đấy là những cái mà chúng ta cần lưu ý để chúng ta có thể mua cổ phiếu trong mọi trường hợp, mọi thị trường. Bởi vì thị trường nó giảm đến một lúc nào đó thì nó sẽ có những cổ phiếu hồi phục đầu tiên, và hồi phục xong thì chắc chắn nó sẽ phải nằm trên cái đường MA 20, MA 50 và MA 150. Thì khi đó cho các bạn nó có những cái điểm để chúng ta có thể mua vào cổ phiếu ở bất kỳ thị trường nào. Và cái điểm tiếp theo, nếu là như bạn lướt sóng thì từ 15-20% thì các bạn có thể bán đi. Ví dụ nó lên từ đây đúng không ạ, từ 12 cho lên vùng 10-15, vùng biến động này, vùng 4 này, thì nó cho các bạn từ lợi nhuận là 15-20% rồi đúng không? Sau đó nó rút bỏ đi lên tiếp, thì ở vùng này chính là vùng chúng ta có thể mua tiếp. Thì bằng cây nến lớn này và giá tăng mạnh, sau đó nó tiếp tục test, nó vươn đỉnh đây, nó lại tiếp tục test và nó tiếp tục đi lên. Vì xu hướng nó đã bắt đầu đi lên thì nó tiếp tục đi lên, nó sẽ không dừng lại. Nếu bạn nhìn thấy cổ phiếu này gần ở thời điểm hiện tại thì nó không khác gì cổ phiếu VGI của chúng ta. Các gì về VGI nó đi lên một mạch như vậy, trong quá trình thị trường chung nó có giảm thì nó giảm xong nó lại đi lên. Và như VGI nó chạy từ vùng 40 đến 80 trong thời gian 2 tháng này thôi. Và lát chúng ta sẽ đi vào cái cổ phiếu cụ thể xem trong giai đoạn này có những mẫu hình nào nó tương tự như cái mẫu hình VGR. Và bây giờ ta đi vào cái thị trường cụ thể chúng ta xem hiện tại chúng ta có những cổ phiếu nào mà có cái mẫu hình tương tự. Trước hết đi vào các cổ phiếu tiếp theo chúng ta trong giai đoạn này, chúng ta để nhìn backtest lại xem tại thời điểm đó cái cổ phiếu GVR của chúng ta nó đi như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng ở đây là cổ phiếu GVR trong giai đoạn đúng là từ tháng 9 của ta, đúng không ạ? Nó bắt đầu hồi phục đây, thị trường chung nó giảm hồi phục theo từ 1896 và cổ phiếu này hồi phục đây. Và đầu tiên các bạn thấy rằng có một dấu ấn là dòng tiền lớn đây rồi, đúng không ạ? Tiếp theo thì các bạn nhìn thấy rằng ở đây nó đã bắt đầu tái tích lũy đây, đi ra rất là siết chặt nền giá đây, khối lượng giảm dần, các bạn thấy rằng khối lượng đã bắt đầu giảm dần, đúng không ạ? Bắt đầu giảm dần. Cái chỉ số RSI của ta về 50, đúng không ạ? Các bạn thấy rằng ở đây bạn có thể mua vị thế ở đây, bắt đầu mua vị thế ở đây. Cái đường giá này bắt đầu tiến sát cái đường MA 20 của ta, tiến sát cái đường MA 20 này thì khả năng cao nó sẽ đi lên ở đây. Như vậy chúng ta có thể bắt đầu mua ở đây này, mua vị thế ở đây từ 20-30%. Và chúng ta biết xem có như thế nào. Nó bắt đầu lên, đúng không ạ? Bắt đầu một cái nến giảm rất mạnh về nền, khối lượng lớn, đúng không ạ? Ép tất cả nhà đầu tư ở đây có hàng bắt đầu bán ra, một cái nến áp thớt về nền. Và nó không bị gãy, ngay ở cái nến sau nó hồi phục lại luôn. Và tiếp tục là một cái nến cũng là như vậy, liên tục nó test lại. Ngay sau đó là một cái nến này, đúng không ạ, là nó đi gãy cái đường giá này, sau đó cuối phiên nó kéo lên. Và đây chúng ta ngày hôm sau, đúng không ạ, thì bạn có thể mua cái nến này với khối lượng 4 triệu cổ phiếu, cao hơn rất nhiều các khối lượng phía bên trên của ta. Và thứ hai, nó bắt đầu tiếp cận lại cái đỉnh của chúng ta. Thì bạn sẽ thấy rằng cái nến tiếp theo, đúng không ạ, nó có một nến gáp xuống. Ở giai đoạn này bạn thấy rằng cổ phiếu rồi có cổ phiếu LPB y hệt như thế này, nó đi lên và nó gáp xuống. Thấy rằng cái giá của nó bắt đầu lại quay lại cái giải Ben Bollinger của ta, đúng không ạ? Cái giải Ben Bollinger đây nó bắt đầu nó hướng lên, cái đường xu hướng của ta bắt đầu ngỏng lên, bắt đầu hướng lên, đúng không ạ? Bắt đầu hướng lên. Còn nếu bạn thấy rằng theo cái phương pháp mà Bookman ấy, thì bạn thấy rằng nó đã vượt qua khỏi cái hình hộp này, hay là theo cái phương pháp mà đang dành rất nổi tiếng hay hộp Davat, đúng không ạ? Thì đây nó vượt qua hộp Davat, nó bắt đầu break khỏi hộp Davat này, nó đi lên.
và khi mà đi lên nó vượt qua khỏi cái giải bend của nó thì nó có sớm quay lại giải bend, có súng quay lại giải bend của nó và nó tiếp tục. Thì ngày hôm sau nó tăng rất mạnh, tiếp tục tăng rất mạnh với khối lớn. Thì nó vẫn cho các bạn những điểm mua đúng không ạ? Các bạn mua đây vẫn mua được đúng không ạ? Thị trường chung của cái nến này, cái nến giảm điểm nhưng nó tăng đúng không ạ? Cái nến giảm điểm nó tăng vùng 918 so với cái đỉnh cũ, tương nó gần đúng không ạ? Gần đỉnh cũ, biến động nó dao động ở đây và nó cổ phiếu này thì nó đã bứt lên, thời gian bắt đầu nó chạy đúng không ạ? Chạy liên tục. Bạn thấy rằng ở đây đúng không ạ? Nếu như bạn ở đây, bạn mua ở dưới này, bắt đầu cái nến này đúng không ạ? Bứt ra khỏi cái khu đá phát chúng ta, thì các bạn còn lãi 30%. Chúng ta kéo lên đây, chúng ta cũng còn lãi được 13% đấy đúng không ạ? Như vậy, cái mục tiêu của chúng ta nếu như bạn ở đây đúng không ạ? Đây đến này bán thì bạn mục tiêu bạn là 15%, nó đã thành hiện thực đúng không ạ? 16% đúng không ạ? Thì chỉ cần giá thì cần bứt khỏi cái vùng khu đá phát này, hay là cái phiên ngày hôm sau, cái giá nó quay lại giải Bollinger Band. Quay lại giải Bollinger Band các bạn mua thì ở đây bạn vẫn có phần còn lãi đúng không ạ? Là cái mục tiêu chốt lời của ta 16% và đã thành hiện thực. Bây giờ ta tiếp tục đi xem cái cổ phiếu này nó chạy như nào. Có thấy rằng thị trường chung có hai phiên đúng không ạ? Phiên này giảm điểm đúng không ạ? Giảm. Phiên tiếp theo cũng phiên giảm nữa. Thì cổ phiếu của ta nó cũng bắt đầu có dao động đúng không ạ? Nó giao động theo. Và nó đang gãy cái đường MA20 của ta. Ngày hôm sau thì đã có cái phiên hồi phục đây. Cái phiên này nó giảm mạnh, sau đó nó lại kéo lên. Còn cái phiên này thị trường bắt đầu hồi phục đúng không ạ? Thì nó bắt đầu hồi phục ngay, giá bắt đầu nằm trên cái đường MA20 của ta. Nếu như bạn quan sát thì trong giai đoạn vừa qua, cổ phiếu CTS cũng tương tự như vậy. Và tiếp tục quan sát cho nó chạy như nào. Thì ngay sau đó nó bạn thấy rằng nó cũng chạy, nó vận động theo xu hướng của nó đúng không ạ? Nó vượt qua giải Bollinger Band thì nó lại tiếp tục nó quay lại giải Bollinger Band và đi lên tiếp. Và nếu bạn thấy rằng các bạn mua ở vùng này đúng không ạ? Cái mua ở vùng này thì ở đây các bạn cũng còn lãi. Tiếp tục các bạn lướt sóng thì bạn còn lãi được 3% đúng không ạ? Trong thời gian rất nhanh, người dòng tiền bạn thấy rằng nó vào tiếp tục nó đi vào đúng không ạ? Nó vượt qua cái đỉnh này, nó đi vào, sau nó vượt qua giải Bollinger Band thì nó lại về nó test lại phía dưới này, 2/3 cái nến này tiếp tục đi lên. Ở đây lên phía trên này đúng không ạ? Cái giải Bollinger Band bắt đầu nó mở rất là rộng đây. Và nếu bạn thấy rằng chúng ta quan sát xem như nào, giá tiếp tục đi lên đúng không ạ? Ở đây bạn chú ý thấy rằng ở đây cái đường RSI của chúng ta nó bắt đầu nó dao động đây, đỉnh ở đây và cái đỉnh ở đây, giá đã cao hơn nhưng RSI nó không cao lên hơn được nữa, nó bắt đầu trở dấu hiệu phân kỳ ở đây. Và đây nó tiếp tục lên nữa, như vậy là giá giải Bollinger Band nó tăng rất mạnh luôn. Đến đây bạn thấy rằng bắt đầu sự dao động lớn đúng không ạ? Đúng chưa? Ở đây bắt đầu có sự tăng giá gáp lên tận đỉnh. Và cái nến này là bung vôn. Cái nến này bung vôn đúng không ạ? Cái nến này giảm xuống và cái nến sau là bung vôn. Thì chúng ta bắt đầu bán ra đây. Chúng ta bắt đầu bán ra đây từ vùng 28. Và chúng ta bán hết ra, bán dần hoặc bán hết ra. Đúng không ạ? Nếu như bạn thấy là bạn mua ở vùng trên dưới này, bạn để cái giá thì nó vẫn lên lợi nhuận là 100%. Còn nếu bạn mua ở dưới phía dưới này đúng không ạ? Ở hẳn cái nền thì lợi nhuận sẽ cao hơn được 140%. Như vậy thì trong có thời gian một quý các bạn được 140%. Ở đây chúng ta thấy rằng dấu hiệu bung vôn là chúng ta bán ra. Chúng ta xem nó chạy đúng không ạ? Nó lên được không? Và bạn thấy rằng ở đây nó không lên được đúng không ạ? Nó có dấu hiệu bung vôn là chúng ta thấy rằng nó bắt đầu đi ngang. Và đây nó bung vôn hẳn đây. Cái nến bung vôn rất mạnh này. Thì ngay sau đó nó bắt đầu nó giảm. Thì đây là chúng ta đã bán hết ra đây rồi đúng không ạ?
đã bán ra đây và chúng ta đã đạt được cái lợi nhuận kỳ vọng của ta rồi, ta có thể thoát khỏi thị trường khi mà nó có dấu hiệu cái đến phân phối thứ nhất, đây là cái vốn thứ hai và đây là cái đến rơi rất mạnh đó. Gãy khỏi cái vùng này rồi, gãy khỏi đường 1220, gãy khỏi đường 1250 chúng ta thì nó là xu hướng của nó bắt đầu xu hướng giảm và đây chúng ta buộc phải bán hết chúng ta chốt lợi nhuận. Và nếu bạn mua đây, bạn chốt ở đây thì các bạn chỉ còn lãi khoảng 3% đây đúng không ạ? Lãi 50% thôi. Thì đây là cách chúng ta có thể mua bán cổ phiếu theo mẫu hình, tức là chúng ta dựa vào cái mẫu hình của nó có sẵn và dựa vào phân tích kỹ thuật, tức là giá có dòng tiền đi vào đúng không ạ? Giá nằm trên cái đường 1250, 1220 và 1250, 1200 thì cổ phiếu sẽ bước vào giai đoạn đi lên của cổ phiếu. Còn khi mà giá vẫn nằm dưới được cái đường trung bình của ta, cái đường xu hướng của ta thì chắc chắn là nó chưa vào cái xu hướng chạy của thị trường. Bởi vì nó chưa hình thành xu hướng. Bây giờ chúng ta đi vào cái cổ phiếu cụ thể của ta xem hiện tại có những cổ phiếu nào. Chẳng hạn như cổ phiếu GEX đúng không ạ? Phía trước ta chúng ta thấy rằng nó cũng có một cái cây nến tăng giá rất mạnh ở đây. Phía trước nó có cây nến tăng giá rất mạnh đúng không ạ? Khối lượng lớn, giá tăng, nhưng ngay sau đó thị trường chung nó giảm, nó giảm theo đúng không ạ? Thị trường giảm, giảm nó cũng giảm theo. Để ta nhìn thấy lượng ở đây là sẽ dễ hơn. Cổ phiếu GEX thị trường giảm theo giảm rất mạnh. Thì đây chúng ta chờ đợi là giá sẽ đi ngang ở đây vài phiên để bắt đầu cái đường 12 bắt đầu nằm trên cái đường 1250 đúng theo xu hướng của ta. Thì dựa vào cái đoạn này thì nó có thể nó sẽ đi ngang quanh cái vùng này, quanh cái vùng giá này 23-24, sau đó nó bắt đầu đi lên, tiếp tục đi lên, nó sẽ có thời gian tái tích lũy ở vùng giá 23-24 này. Hay là cổ phiếu nữa là cổ phiếu NKG chẳng hạn. NKG nó cũng thị trường chung giảm, nó cũng giảm theo đúng không ạ? Và hiện tại nó đã hồi phục lại, giá nằm trên cái đường 1250 của ta. Và vấn đề bây giờ là giá cái đường 1220 sẽ cần hướng lên, hướng lên. Và cái đường 1250 của ta bắt đầu hướng lên thì cổ phiếu này sẽ bắt đầu vào giai đoạn chạy của nó. Hay cổ phiếu nữa là cổ phiếu SHC. SHC nó cũng hồi phục lại đúng không ạ? Đi lên nó hồi phục lại, giảm nó cũng giảm theo, sau đó nó hồi phục lại. Đây bạn thấy rằng giá nó đã nằm sát đường 1250 của ta đúng không? Sau đó nó đi lên, đây là một cái nến giảm điểm đúng không ạ? Vậy cổ phiếu này sẽ có thể một vài phiên nữa nó sẽ có phiên bung vôn thì chúng ta có thể mua được cổ phiếu này. Đây cổ phiếu SHC nó tương tự như cổ phiếu GVR lúc nãy đúng không ạ? Nó đi ra đi lên gặp phải vùng bán bên trên này đúng không ạ? Người ta bán ra để hạ giá vốn hoặc là thoát hàng thì lúc này nó có cái nến như vậy để làm sao để giữ hết tất cả nhà đầu tư muốn bán ra, những nhà đầu tư ở đây chốt lời thì cổ phiếu SHC như vậy. Hay là cổ phiếu nữa mà đang hình thành như cổ phiếu PC1 cũng vậy. PC1 nó cũng gãy đúng không ạ? Và bắt đầu đang giá bắt đầu nằm trên này, nhưng cổ phiếu này cần một thời gian rất dài, có thể đến tháng 10 thì tháng 5, có thể đến tháng 7 nó mới bắt đầu cổ phiếu này. Chúng ta cần khoảng 1 đến 2 tháng để cổ phiếu hình thành lại xu hướng. Cổ phiếu DGC chẳng hạn đúng không ạ? Ở đây nó không có dấu ấn dòng tiền lớn. Chúng ta chỉ thấy rằng nó có 2 triệu cổ phiếu nhưng nó vẫn hơn cây nến phía trước đúng không ạ? Nó không có cổ phiếu của cây nến 7-8 triệu cổ phiếu chẳng hạn. Bởi vì đây là một cổ phiếu vốn hóa lớn. Thì đây bạn thấy rằng là cái nến này nó vượt qua khỏi cái dải Bollinger đúng không ạ? Nó tiếp tục vào lại chui lại vào đây. Tiếp tục đi lên, tiếp tục cái nến test lại một khối lượng nhỏ và giá biến động hẹp thì chúng ta chờ đợi nó có thể nó siết chặt lại quanh cái đường 1250 của ta. Và cái đường 1220 bắt đầu nằm trên cái đường 1250 thì khi đó cổ phiếu này sẽ lại bước vào một chu kỳ đi lên tiếp theo của thị trường. Hay cổ phiếu VTP cũng như vậy, cổ phiếu đi giảm đúng không ạ? Giá thất thị trung bắt đầu đi lên, có khối lượng lớn dòng tiền đây, những cây nến với khối lượng dòng tiền ở dấu ấn vào, nó đi lên giảm test lại và lại đi lên đi ngang. Thì cổ phiếu này nếu như nó bung vôn lớn thì bạn có thể mua vào.
đây là điểm mua, có thể là điểm mua sớm của chúng ta, đúng không? Nó đi ngang siết chặt này thì có thể là điểm mua sớm của chúng ta, mua khoảng 20-30% vị thế cho các bạn mua cổ phiếu này. Hay một kiểu cổ phiếu nữa trong cái nhóm nhóm chứng khoán của chúng ta, đúng không? Giống như khoản có thể là cổ phiếu của VCI nha. Cổ phiếu VCI thì nó thì có thể nó sẽ tái tích lũy ở vùng trên này, giải Bollinger sẽ bắt đầu hướng lên, vòng hướng lên, vòng hướng lên thì nó bắt đầu hình thành cho chúng ta xu hướng. Thì đấy là các cổ phiếu mà bạn có thể quan tâm theo dõi trong thời gian tới. Còn bây giờ video chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Hãy đừng quên bấm chuông đăng ký kênh và để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng trao đổi và nhận định về thị trường, cũng như các bạn muốn có được cái slide về các mẫu hình trong cổ phiếu thì bạn để lại bình luận phía bên dưới là tôi cần, thì tôi sẽ gửi cho các bạn thông qua các việc các bạn cần muốn lấy cái slide này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.